Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả PC Crack Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái game FPS khá là nổi tiếng trên thế giới, đó là game Black Squad. Bây giờ thì đầu tiên để có thể đó là download được tựa game này thì các bạn hãy vào cái trang web mà mình đưa cho các bạn bên dưới phần mô tả video nhé. Trong đây thì đây chính là trang chủ của Black Squad trên cái cổng thanh toán game Steam. Thế nào, các bạn quen thuộc đúng không nào? Thì bây giờ để download được game này thì các bạn hãy vào trang này nhé. Sau đó thì các bạn nhìn xuống phần đó là Free to Play ở đây. Các bạn hãy click vào chữ play play game ở đây, được chưa nào? Click vô. Sau đó thì nó hiện ra cái bảng này, các bạn ấn vào yes, Steam installed. Rồi, ấn một phát nữa thì nó mở ra cái bảng clean bootstrap của Steam thì các bạn ấn vào phần mở clean bootstrap nhá. Ok. Sau khi mở ra ấy, thì bây giờ đây, nó sẽ hiện ra thêm cái bảng installer ở đây. Thì ở đây các bạn có thể chọn vị trí các bạn muốn lưu cái game Black Squad này lại, các bạn có thể lưu trong các ổ cứng của các bạn tùy chọn, được chưa nào? Mình sẽ để mặc định nó ở ổ D game Steam, sau đó ấn next, được chưa nào? Rồi I agree. Rồi bây giờ là game nó đang bắt đầu tiến hành cài đặt vào trong máy của chúng ta. Game này rất là nhẹ, nó chỉ có 5-6GB thôi, nhưng mà cấu hình của nó thì cực kỳ đẹp. Đó là cái điểm hơi phi lý ở đây, đúng không nào? Bởi vì nó được xây dựng bởi cái trình làm game hình như là Unreal Engine 3 hay 4 gì đó. Cho nên là nó rất là đẹp mà lại còn nhẹ nữa. Game này thì nó có lối chơi nó cũng tương tự với cả đột kích với cả CSGO. Khác cái là nó có... Thứ nhất đó là cái đồ họa của nó... Cá nhân mình ấy, sau khi xem các cái trailer các kiểu thì mình đánh giá nó cao hơn cái game CSGO với cả đột kích. Đó là cái điểm cộng đầu tiên của Black Squad mà mình nhìn thấy. Cái thứ hai ấy, đó là nó rất là dễ chơi. Bởi vì mình tìm hiểu qua cái lối bắn của Black Squad ấy thì nó lại khá giống với cả Call of Duty. Còn những bạn nào mà đã từng chơi Call of Duty thì các bạn cũng đã biết đó là cái độ giật của súng rất là thấp, đúng không nào? Cho nên đương nhiên rồi, nó rất là dễ chơi. Đó là điểm cộng thứ hai. Còn cái điểm cộng thứ ba đó là sau khi mình tìm hiểu qua các cái trailer cũng như là các cái highlight của các game thủ pro Black Squad trên thế giới ấy, thì mình thấy đó là cái game này nó có tính đối kháng khá là cao, tính hành động rất là đã mắt. Đặc biệt là về phần đồ họa thì nó là một điểm cộng rất là lớn. Vũ khí rất là hiện đại. Nói chung là bắn nhau, chơi game này khá thích ấy. Khá tuyệt đấy. Những bạn nào mà đã ví dụ như là chán cơm thèm phở rồi, chán CSGO với cả đột kích các kiểu rồi ấy, thì các bạn có thể thử qua game này, có khi các bạn lại còn mê hơn ấy. Đúng không nào? Bây giờ thì công việc của chúng ta đơn giản chỉ là đợi thôi. Đợi cho cái này nó download xong là chúng ta lúc đó chúng ta chơi được, chứ nào? Ở đây thì cái mạng của mình, mạng VNPT và thì hiện tại thì nó rất là nát. Mình không hiểu tại sao, à đúng rồi, như là APEC gì đó họ bóp băng thông thì phải. Cho nên là nó down rất là chậm. Thật sự là như vậy. Thế là bây giờ mình sẽ tua qua cái đoạn này đi nhá các bạn nhá. Ok, sau khi chúng ta đã download xong Black Squad thì nó sẽ có một icon bên phía ngoài màn hình như thế này, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ thử vào game xem nó như thế nào nhá. Phải open. Xem nào, Black Squad. Đây là cái giao diện đăng nhập của nó à. Ở đây xem nào, mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh nhá các bạn. Còn server thì mình sẽ chọn cái server, đây nó tự chọn cho mình server đó là ASEAN này các bạn. Server tốt nhất này, mới ping đó là 78. Mình sẽ ấn play. Vô rồi. Black Squad. Một tựa game bắn súng này thì sao nào? Nó khá là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đây cũng là cái đất nước đã sản xuất ra cái tựa game này, Black Squad. À vào được rồi này các bạn ơi. Sao rồi? Đen hư rồi. À đây rồi, Neowiz. NS Studio. Mình sẽ giảm cái âm lượng của nó đi một chút nhá. Ở đây đó là... À, điền tên các bạn ơi. Đây mình sẽ điền tên đó là PC. Thôi thôi, để lên em vô đi. Điền quán quá đến crack được. Con phim. Tên này có đứa sử dụng luôn rồi. Ok. Mình đã tạo nhân vật thành công. Đây là một vài cái hướng dẫn cơ bản này các bạn. Này, hướng dẫn khá là chi tiết, dành cho những người mới chơi, mới đăng ký. Skill các kiểu, vũ khí, map, bản đồ. Có các chế độ ở đây. Battle, Deathmatch, Casual. Ui, nhiều lắm. Classic. Đặt bom.
giải cứu con tin hay cái gì đấy, ám sát, ám sát, đặt bom và ám sát. Battle chế độ này có vẻ hơi lạ so với những game khác mình từng thấy. Vậy là mình sẽ thử cái bán Deathmatch skill class. Đây là các cái huy hiệu mà chúng ta có được à. Assert support command recoil clan, tạo clan được rồi. Rồi mình sẽ vào thử cái Moze và boss tem Deathmatch. Mình sẽ vào bắn với máy một lúc nhá. Đấy, next ở đây. Và đó là chọn cái hình thức rồi. No grenade là không, không, không có bom. Tem Deathmatch đi. Ở đâu? Cái này nó vẫn đang ở cái phần đấy à? What the fuck? Ở phần giới thiệu. Clone nhá các bạn. Complete the tutorial. Là hoàn thành đấy, con pin. Ôi trời ơi, lại vào cái phần hướng dẫn gì đó rồi. Ok, quit game đã. Hình như nó có cả cái chế độ đó là chơi single rồi vậy. Clan Mat Complete. What the hell. Đây là mình nhỉ. Còn ở dưới này Shop Clan Inventory. Đồ toàn đồ mặc định thôi. Nhân vật mình mới tạo xong mà. Có thư. Thư đâu vậy? Even Messenger. Cái này là game online nhá các bạn, cho nên là nó cũng hơi lằng ngoằng tí. À, setting như rồi. Graphic game rất là nhẹ, cho nên là tự động setting ultra cả này các bạn. Âm thanh con chỗ ấy, con chỗ quên mất nhỉ. Ok, setting đây rồi, nút đây nhiều lắm các bạn ạ. Gần như là sử dụng toàn bộ các bàn phím của chúng ta luôn. Đây là chỉnh tâm này các bạn. Các bạn thích cái tâm nào, tâm bắn súng của bạn như thế nào. Ai quen những cái tâm nào thì sử dụng cái tâm đó. Các bạn có thể bắt trước Scream bên CSGO với cái dấu chấm này. Mình sẽ bắt trước Scream vậy. Chấm xanh cho nó nổi bật. Thôi là thế nào đi. Thế này đi, nó giống với cả PUBG. Rồi, apply. Save and close. Bây giờ thì làm sao để bắn nhờ. Clan it, static, stop, median, random, user. Đấy, có các bán sẵn nè. Tự vào rồi à? Alo, clan, quên. Daily mission, picker mission, special event. Làm sao để vào bắn nhau với người ta nhỉ? Đây, custom mat đúng rồi. Đây, chúng ta có thể chọn mat để chơi. Nó có cái chế độ này, Moze và map. Map này thì mình chưa bắn cái này bao giờ, cho nên mình cũng chẳng biết cái map này nó sẽ như thế nào cả. Cho dù nó hiện tên sẵn ở đây. Còn đây là room name. Còn một khóa này, chắc là chơi bạn bè chơi với nhau rồi. Còn chế độ này, này thì chuyên sniper này. Chuyên bắn súng ngắm này. Shotgun là súng súng sục á. Và một vài cái chế độ nữa mà mình cũng không biết đó là chế độ gì cả. Em muốn là vào chơi thôi, nhưng bây giờ có lẽ mình sẽ lướt qua cái phần tutorial của nó để tập chơi đã. Chứ nhảy vào cái chả biết cái gì cả thì cũng chỉ sấp mặt thôi, chả được cái gì. Thế cái sự kiện điển danh à? Nhưng mà nó không có cái phần giới thiệu lúc nãy à? Lúc nãy mình nhớ là mình vào cái gì đó mà nó giống à. Tutorial. Chắc cái này là cho tập chơi nhỉ? Đây, chúng ta đây. Chạy nha các bạn. Rồi, ta đã được hướng dẫn để tập chơi này. Đây. Pick up the C4 để có bom. The entrance begins
Rồi đến vị trí này. Đi xuống dưới. Bật đi mét. Wow. Phong cách leo thang không khác gì CSGO. Quay cái gì nữa? Enemy guard at the front. Take him down silently. Take him down silent. À, ấn F để bật silent nữa nè. Bật T để bật cái tia ngắm laser. R. R click. Keep it steady. À đây, right click chứ phải R vãi trưởng. Ý. Ý gì vậy? What the fuck? Assert, support, command, recoil. Well done. Now get into the room and plant the bomb. Chúng ta bị hạn chế nút nhé các bạn. Thời điểm hiện tại chúng ta chưa được sử dụng nhiều nút cho lắm. Đặt E, đặt bomb. Giữ tí me nhé các bạn. Okay. Bây giờ đi đâu ấy? Phòng thủ hay gì? Bắn khá là dễ các bạn, gần như không hề giật. Các bạn có thấy không? Độ giật rất là thấp. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được súng. Không giống với cả những tựa game FPS khác. Đồ họa thời điểm hiện tại nó vẫn khá là tối nên mình cũng chưa thấy gì cả. Đó kiểu cái map ban ngày nó... What the fuck? Lean đi vậy. Hả? À, súng tự động. Khá là hiện đại đúng không ạ? Rồi, giờ mới được thay đạn. Thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang bị khóa một vài nút nữa các bạn. Bắn rất là dễ. Thật sự như vậy. Sấy thôi. Súng không hề giật. Rất là đông, xếp hàng tôi bắn rồi. Chuột mình hơi cùi cho nên cái việc di tâm hơi khó. Mình đang xài cái con Airblue 50k. What the fuck, bắn đến bao giờ đấy? Bắn xếp hàng bắn bao giờ đấy? Boris và Reaper. Mình phải làm cái gì đó nhỉ? C, V, B. Không lẽ đứng đây bắn mãi à? Thì có cái gì đó đây? Có phải đáp quả bom hay gì đó nhỉ? À, ấn số 1. Đúng rồi. Yeah. What? Sao bọn này trâu vậy? Số 4, nén lưu đạn. Grenade. Ôi, cái gì đấy? Mình bắn được các bạn, ấn tìm B để mở thêm cái gì đó. What the hell? À, mess kit. Mess kit. Làm sao sử dụng nhỉ? Đáp thật vãi trưởng vậy. Thôi, bắn máy bay đi bắn. Meskin là sử dụng máu các bạn ạ. Ủa, bé một lô mũi phải mổ nổ kinh vậy. Còn nói chung là cái phần cinematic này nó hướng dẫn này là thua xa những cái tựa game bom tấn như là Call of Duty hay là Battlefield.
Đó cũng có lẽ cũng là cũng dễ dễ hiểu thôi, bởi vì đây là một hãng game không quá quá nhiều tên tuổi sản xuất. Đó là phần tutorial thôi. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ vào Custom Mat hay cái gì đó, Quick Mat các kiểu chơi bừa đấy. Đợi lâu quá. Tìm map để bắn nha các bạn. Alo. Tự nhiên cái phần tutorial nó hơi sida quá, cho nên là tự nhiên mình cảm giác nó bị tụt hứng đi với cái game Black Squad này. Rồi. Map ta Talon. Talin. Tolin. Tolin Tolin. Đây là tên riêng cho nên là phát âm theo tiếng Anh nó hơi khó hiểu. Được rồi nào, vào chơi thử ván xem như thế nào nào. Đây là một vài thanh niên khác rồi các bạn. Mình sẽ vào cài đặt và đẩy cao cái tốc độ chuột lên tí. Đây rồi. Dao nào các bạn. Chà, xa phết nhỉ. Chọc gì khác thật. Bắn đồng đội thử xem có được không nhỉ. Không được. Chức năng bắn đồng đội đã bị khóa rồi các bạn ạ. Thôi đây là Red Dot rồi. Red Dot trong PUBG rồi. Giống hết luôn. Không khác cái gì. Ui, sấy bét dễ luôn các bạn ơi. Thậm chí mình ghim tâm xuống nó còn đi đi luôn xuống chuột cơ. Sấy cực kỳ dễ luôn. Đây là mình sấy không không ghim chuột tham gia. Nó sẽ dựng lên một giới hạn nhất định và dừng lại. Còn nếu chúng ta sấy mà kéo chuột xuống một chút thôi, kéo xuống một chút thôi ấy, là nó sẽ không đi lên nữa. Sao nó easy vậy nhỉ? 4 à, G là F. Ship và đi chậm, không giống các tựa. À, ấn H để thay chúng à. Cảm ơn nhé. Anyone here? Anyone here? Có vẻ như có đứa nào đó ở đây. May hả bấy? 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 Đừng một mạng các bạn ơi. Hey, oh, what the? À! Ôi xong rồi, tan xác. Hồi sinh ngay. Tôi giống như đột kích. Phút máu tận 8-9 giây đúng không ạ? Bắt buộc chúng ta phải mua hồi sinh nhanh 4 giây hay 7 giây gì đó. Anyone here? Giật ga đấy. Ôi, tạm biệt đồng chí. Đi mạnh giỏi nhá. Mày chơi đồng đội anh à? Mày chơi đồng đội anh à? Mày chơi đồng đội anh à? Đấy một mạng các bạn ơi, và còn 2 máu. Mày chết thật. Ái ô. Một viên mình chết. Game này thì các bạn hãy cố gắng đưa súng vào đầu nhá, để mà có thể đó là có những pha headshot như vậy sẽ có lợi thế hơn. Nó không giật cho lắm cho nên là cũng khá là dễ. Như mình đã nói thì mình đang sàn con chuột khá là đều cho nên là cái việc đưa tâm cũng hơi khó. Rất dễ các bạn ạ. Ây ui. Thầm đấy. Cái map này thì mình cũng không thuộc lắm, mình cũng đang chỉ chạy chạy bừa thôi, đến đâu đến thôi. Ui, ai, đâu ấy? À ở đằng sau rồi, hai đứa lận. Không nhảy qua được nhỉ? Ây à, lại thằng nữa đằng sau. Quá trưởng thật. Reload. Đứa này có trang phục luôn à? Ấn nhân vật nữ các bạn ơi. What the. Tạm biệt. Sợ gì em. Tạm biệt. Ây à, vẫn kịp headshot được một đứa bạn ơi. À không headshot được. Nhưng mà có vẻ là trúng được một viên vào đầu. Cho nên đối phương khá là yếu máu. Ôi, không đủ đam à. Trời đất ơi.
vậy mà không chết nữa. Quỷ ba. Quái trưởng thật. Có vẻ cũng là newbie giống mình cho nên chơi chiến thuật khá là tù. Ai ôi. Lại bị móc rồi. Thế hiện tại thì mình giết 9 và chết 8. Các là gà. Này. Có lẽ là mình chưa quen nghe tiếng chân hay là các kiểu cho nên là cũng không nhận ra đối phương ngay bên cạnh. Mày khỏe vậy sao? Mình cũng còn 12 máu rồi các bạn ơi. Ui, xin được headshot. Cố lên nào. Còn 5 phút nữa. Double kill. Fucking easy. À, trời đất ơi, hai đứa. Sấy một đứa như vậy mà nó vẫn nó sống được. Tại đứa kia bắn hay bắn sớm quá. Sao ném bom nhỉ? Mình không ném bom được. Mình không có bom các bạn ơi. Ui trời, ui. Đau quá. Mình bắn mấy đứa yếu ấy, hai đứa yếu ấy. Đồng quá, ai da, trời ơi. Sao mình không có bom nhỉ? Hay là mình chưa cài ra? Các bạn có thể thấy bên dưới góc phải của mình không hề có smoker hay là grenade cả. Ngồi gì? Vẫn sống à? Ây, đâu vậy? Em trên đầu à? Chỗ này còn có, nó chui ra nữa à? Nãy mình nhòm mà lại không có ai cả. Có nhân vật nữ này các bạn. Hàn Quốc thiết kế thì khỏi nói rồi. Nhân vật nữ chắc chắn rất là xinh. Nhòm tí cơ mà nó đắm chuyện quá. Ôi khỏe vậy anh ơi. Vãi trưởng thật. Cơ chế giáp của tựa game này mình cũng chưa nắm rõ cho nên mình không biết là bao nhiêu viên thì mình sẽ hạ đối phương cả. Đạn bay nhìn ảo diệu vãi trưởng. Ui đấy, kêu, bắn headshot hay không? Thanh niên kia ra phát chết. Gì vậy? Ây da. Không kịp phát hiện ra đối phương. Thế nào, 15 rồi. Không lẽ mình không dương nổi một mạng à? Ây, nó ngồi ngay đây, trời đất ơi. Xe, double kill. Rồi, 17, 16 rồi, dư được một mạng rồi các bạn ơi. Sống anh ấy, sống anh ấy. Ôi, thằng kia là cái em, nó có bom, trời đất ơi. Hả? À, đồng đội ném. À nó có AK, cái khẩu AK có vẻ đam to hơn cái khẩu này nhỉ. Nó sẽ đổi ba lô ra. À đây đổi được ngay các bạn. Thằng tìm F1 nữa các bạn. F2 là súng. Rồi bắn F2 rồi thì làm sao để đổi. What the fuck. Bên này có một đứa. Bây giờ có lẽ mình sẽ bắt đầu học đến cái việc đó là nhìn map. Ôi. Cái gì đấy. À chiến thắng rồi. Với tỷ số đó là 150-25. Và mình đóng góp được khoảng hình như là 17 hay 18 kill gì đó. Khá là gà. Thật sự là như vậy. Mình không quá giỏi trong các tựa game FPS. Được tí F rồi các bạn, được 500 F. Đây, ui ơi, 17. Trời đất ơi. Không dương được một mạng nào luôn. 2.300 điểm. Chỉ đào quá. Thôi như vậy là cũng ok rồi. Bây giờ mình sẽ thoát ra. Đó chỉ là một phần review về tựa game khá là hay mang tên Black Squad của Hàn Quốc. Một tựa game free hoàn toàn. Các bạn có thể download về và chơi bắn súng cùng với cả các player khác trên thế giới, cũng như là của Việt Nam chúng ta. Ở đây thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái game Black Squad rồi.
Chúc các bạn đã login thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.